Dạ em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hai cháu cũng có đi chợ, em mua được một ít thịt xay nè, thịt heo xay. Còn đây thì thịt bò em cũng mượn người ta xay dùm cho em sẵn rồi. Hôm nay em về em sẽ gói lá lốt em nướng. Thì hôm nay đây là có một miếng mỡ chài, da đầu heo với lại một trái khóm. Thì đây ăn kèm thì có cải với lại lá tía tô, dưa leo. Đây là chai mắm nêm để hồi mình làm nước chấm. Ở đây thì có đậu phộng, đây bún, bánh tráng. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai anh cháu em nha. Múc băm hành tỏi nha. Con là cái lá lốt này chút mình rửa. Cái lá lốt này là xài hết luôn, nhiều cái lá nhỏ đâu có bỏ qua đâu. Mình để nó thôi, mình bầm nhuyễn mình trộn vô thịt đúng không? Dạ. Để út bằm ớt tỏi với này hành à, lá hồi để cho Bùi Hiền đứng ốp thịt. Cái bò nướng lá lốt này lâu lắm rồi không có ăn, bữa nay làm lại bữa. Cái này nói chung là từ hồi mà con làm tới giờ thì không có làm cái món này. Nhưng mà bình thường ở nhà thì hay có làm món này ăn. Vậy là lâu lắm rồi hả Hiền? Dạ. Làm lại đi. Dạ. Hôm nay cho Dũng Út vô làm bếp luôn nha. Hôm nay Dũng Út vô đứng bếp một bữa đi. Con hôm nay si quá, con phụ giặt ở ngoài ta. Rồi Út bầm tỏi hành xong rồi Út xuống Út dẹp đồ ha. Dạ. Em đặt rau cũng xong, giờ em bạo mấy cái dưa leo này xuống để mình rửa luôn. Giờ em ướp thịt luôn, em cho thịt xay vô. Đổ hết lên. Rồi giờ em cho bột đường, tiêu, bột ngọt, bột nêm. Em vô đây em ốp luôn. Giờ em cho lá lốt nãy em sắc nhuyễn này em để vô đây luôn. Rồi lát rồi mình trộn lên để cho nó thơm, thịt nó thơm. Rồi giờ em cho một ít hành, hồi nãy em có băm hành tím, em có băm em thả vô hết luôn. Rồi em cho ít dầu hào. Rồi em sẽ cho một muỗng hành phi, nãy em có phi sẵn. Giờ em trộn lên cho nó đều gia vị. Giờ thịt em cũng trộn gia vị xong rồi, giờ em xuống em cắt đầu luôn để chút xíu nó thấm rồi mình nướng. Rồi sáng Huyền cũng lật rồi, giờ em xuống rửa luôn, ngâm nước muối. Dưỡng ốc bữa ra con đi chặt thang à. Ờ, đi chặt thang ốc quá. Dạ. Bữa lâu lên rồi mình chuẩn bị mình gói. Giờ đổ thang ra cái mình chặt để hồi con nó nhỏ nhỏ nè, nướng cho nó dưng, đốt lửa cho nó dễ. Bây giờ mấy cái thang bự nè, anh chặt ra. Chặt ra một chút xíu cái mình nhúng lửa cho nó dễ với lại cái nó dễ bắt lửa. Cái này là cái thang cũ, cũng không mới, thì sáng em mua nè. Lấy cái thang tủ đó mình xài. Trời sáng ngày cũng chuyển mưa. Ui ui không có nắng tối thui. Thang sớm giờ em chặt xong rồi, giờ em sắp vô. Sắp vô để đây sẵn chút xíu cái mình nhóm lửa luôn. Thật nãy giờ em ướp xong rồi em cuốn luôn. Cái lớp luôn.
cây mình xỏ vô chút nữa mình nướng. Cái lớp này mình nướng lên mình nó thơm dữ thần lắm. Tổ thang em chặt nãy giờ cũng cho vô xong rồi, giờ em nhóm lửa lên luôn. Mình đốt trước những hồi dùng ốc ở chổng cuốn mấy lá lốp với xong ra là lửa thang nó tàn mình nướng được. Này nãy thang này em có chế miếng dầu ăn vô để cho mình nhóm lửa cho nó dễ cháy. Nhóm lửa chưa cháy nữa mà trời mưa tới nữa cả nhà ơi. Giờ Vinh chạy thôi. Thì nãy giờ em cũng cuốn bằng lá lốp, giờ em cuốn bằng mỡ chài, sang qua mỡ chài. Xong mình sẽ rủ chai vô, mình nướng cho nó dễ. Nãy mới nhóm lửa ở ngoài sân á, cái trời mưa cái em mới phiên chạy vô trong đây. Sẵn lửa đùa đùa ra cái bắt cái chảo lên em rang đậu luôn. Chứ để bỏ lửa than ở trái nhẹ uổng. Giờ em bắt cái chảo lên để ba cục than giống như ba ông táo vậy cho có cái độ hở này, cho lửa nó cháy. Muối thì em cũng cho vô chảo rồi. Giờ em lấy đậu lên rang luôn. Giờ em cho đậu vô. Cho đậu vô giờ em rang luôn. Đậu em rang nãy giờ cũng được, bây giờ em nhắc xuống luôn. Bây giờ em đi bầm trái thơm để cho dùng ốc nấu mắm nêm. Ốc cuốn nãy giờ cũng xong rồi nè. Dạ. Thôi vậy dùng ốc để đi con nướng cho. Rồi vậy là ốc vô bầm tỏi ớt nha, lát hồi mình làm nước mắm chấm nha. Dạ. Để con đi lấy cái ghế để con lót đó. Giờ nãy nướng thịt lá lốt, bây giờ em vô em bầm chút xíu tỏi ớt vô một lát rồi làm nước mắm. Than vợ cũng tàn, bây giờ em cho cái dĩ lên cái em nướng thịt luôn. Dĩ nãy em cũng có chà rửa sạch rồi. Giờ em cho cái bò nướng lá lốt cho lên mình nướng. Thấy nhìn nóng quá, than nhiều. Trời cũng chuyển mưa cả nhà, cho nên em sắp mấy cái cây que xuống để cho nó gáo cái mỡ chút xíu mình nướng cho lẹ. Chứ để em thôi chút xíu trời mưa tới cái mình nướng không kịp. Giờ dùng ốc quét dầu giùm con ha. Giờ nãy dùng ốc cũng bầm tỏi ớt rồi, rảnh rồi. Giờ ra quét phụ Hiền luôn. Quét dầu nè, quét cho nó
bóng cái miếng thịt mình nướng à. Nãy giờ hai cháo nướng nó cũng chín rồi cả nhà, giờ gắp ra vô ốc đi để thơm hồi nó khét. Mưa tới nữa thì thêm cái nhạt nữa chứ. Thịt nước lớp lớp nãy giờ cũng chín rồi, giờ em đem thịt mỡ chài này em lên em nướng luôn. Chín hết rồi đó nhỏ. Dạ, chín hết rồi, giờ uống lên vô luôn em. Dạ. Để con dẹp cái đống lửa than này. Chào cả nhà. Bây giờ Út làm mắm nêm cả nhà. Có tỏi ớt vô thấy là làm mắm nêm. Hôm nay Út lên chơi, lên thăm mẹ em chứ không phải lên chơi. Mẹ bị tụt huyết áp á, rồi Út nghe Út lên thăm. Sẵn đây mời Út ở lại ăn chung với hai cháu luôn. Vậy cho vàng cho vô, mắm nêm vô. Đường cũng tan em cho miếng khóm vô. Vớt bọt không? Vớt cho nó. Cho mắm nêm nó trong không? Ừ. Mắm nêm sao trong được? Hả? Mắm nêm sao trong? Nó động không? Giờ mắm nêm á được rồi, em tắt bếp á. Cho nó lên chắc thơm dữ không? Giác này mưa lớn quá cả nhà. Thì sớm giờ bò nướng lá lốt á, hai anh cháu nướng cũng xong cả nhà. Giờ em mời cả nhà dùng bò nướng lá lốt cuốn bánh tráng với gia đình em nha. Con mời Út, mời Út dùng để cuốn nha. Rồi, Út mời em. Mời em. Út không mời em. Dạ. Mà em hôm nay á bị cao huyết áp á cả nhà. Mới đi vô chăm chị Ba chơi về á rồi bị cao huyết áp rồi cho nên không có ra ăn chung. Giờ chỉ có mấy dì cháu thôi. Giờ chỉ còn có ba dì cháu thôi cả nhà.
Tại nay cho làm lớn bữa đi. Có tại biết sao không? Ngồi đây thì có Dũng Út chứ gì Út thì lớn, con nhỏ. Nhưng mà cái nói sao bây giờ thì cũng con, sao đâu, cũng có gì thì đâu. Con mới nói thôi kệ ba dì cháu đi. Thì nói ba dì cháu cũng được. Phái cười, có người phái cười. Có gì đâu cười ha Út. Có đâu phái. Được thường thôi Dũng Út ơi. Có xài nữa nè Út. Xài này xài xài thái, không có chua. Vậy xa Út cấp tới không? Tới thì con sang lại cho một cái dĩa nữa. Tại thấy hồi nãy thấy cũng hơi chạy con cho vô trong cái xịa. Bỏ trong một cuốn bự rồi. Ăn cho nó đã. Ừ. Nó ngon nè. Em mời cả nhà dùng bánh tráng cuốn bò lá lốt. Mời cả nhà ăn bánh tráng cuốn bò lá lốt cho em. Cái này bánh tráng dẻo quá không? Em mời cả nhà ăn bò gói bánh tráng nha. Bò cuốn lá lốt nướng. Nướng xong rồi cuốn bánh rán ăn cái nữa. Ngon quá trời ngon nè. Lá lốt nữa. Cái cục thịt mình chia mình nướng mở chài này mình mới nướng xong nó chín mình nhìn giống nem nướng quá vậy ha. Ngon. Ngon. Thơm. Cái này nhiều lúc ăn biết cái gì ngon không? Cái gì? Có cảm nhận được cái gì ngon không? Biết gì đâu. Cái mắm nêm á, mắm nêm tuyệt vời. Múc muỗng hả? Muốn để ha lợi em rớt à? Nước miếng bánh tráng nó bể á, rớt rồi cho vô chén múc cho dễ chứ để cầm cái gách chặt chặt hoài hồi kỳ quá không à. Con giận cũng rớt vui vẻ mà. Có xài ngọt ngọt nữa nè, chua chua ngon. Thôi hiện tới vậy cho dễ gấp. Chứ để gấp rồi chùm chòm mất không. Để nhiều khi cả nhà nói làm ba người mà có hai người để hai bên này chính giữa sao gấp nữa. Thôi gấp. Cái này có cái lá tía tô này ăn nó thơm. Thơm, đúng rồi. Nước tía tô này ăn cũng trị bệnh đó. Trị bệnh đó. Dạ. Hồi đó con đi làm trên Sài Gòn có ăn đâu được đâu. Tới sau mà ăn rồi quen rồi giờ phái. Đi chợ gặp là mua. Cho một cái cuốn bò nướng. Nướng mỡ chài. Để mai chiều gì dở lờ mà dính cá lóc bự á, cái con mua cái miếng mỡ chài này về cái con quấn con hấp cho Vũ ăn bữa. Ừ. Lắm. Nhưng mà con không có ăn thiệt. Biết làm mà. Mình ốp ăn cũng buồn. Có đâu tết nữa mời Dũng lên. Ăn chung với Dũng Út cho vui. Cái này tại có cái hơi mắm nêm á là có rồi à. Ừ. Dạ.
nó rớt anh chùi miệng giùm em ra. Cảm ơn anh nè. Quá trời. Em biết nãy có cuốn với xoài không? Chua chua ngọt ngọt, thiệt ngon quá. Con làm mỗi cuốn. Cuốn mạnh mạnh đi ốc ơi. Cuốn mạnh mạnh vô em ăn nhiều lắm á. Cặp vô có cải rồi vô cuốn nó ngon. Nãy nãy anh với Bùi Hiền là chuẩn bị chiên nhiều lắm á. Đừng có ngại nha. Tính ra là hôm nay Dương Út vô làm, con chỉ có đứng ngoài phụ hợ thôi. Dương Út ốp nè. Nói chung là 10 phần Dương Út làm hết 9, con chỉ có phụ có 1 thôi. Rồi Út vô Út làm phụ lần lần đi, rồi mai mốt phải làm phụ cho Hiền khỏe chút. Có hai anh cháu rồi thay đổi hay không? Ừ. Cái bò nó Út. Gói một cục này một cục kia. Hơn cục thôi. Thêm cái này nữa đi. Không trời ơi, không có rớt, không có rớt. Được rồi, rớt đi. Không có rớt đâu. Rớt để ngay chính giữa nè, nó đâu có rớt. Nó có ít bún thôi. Con cháu nó ép ăn thì cứ dùng đi. Rất lật đật. Tính ra cái công đoạn làm này cũng đâu có lâu hết, chỉ có cái nướng là nó lâu thôi. Nhưng mình nướng á. Trời này làm như bị áp thấp nhiệt đới nữa hay gì đó. Ốc bão của hổm còn đó. Dạ. Tới 28 nữa nè. Thật sự nó tới 28 tây. Lắc nắng lắc mưa nó gầu chết. Dạ. Mà ăn gì được. Mà thì không được nhưng mà em ăn được á. Đúng không? Em ngồi em ăn mà. Mà không được thôi. Ăn không được thì à. Nói vậy không được, cũng nói. Ta nói mà ăn được cho dần phải không? Không. Rớt em hoài. Tết này ngủ riêng không? Ngủ riêng nha. Mới ra ngoài ngủ nè. Đâu có được. Mày nó ly gián hai chồng mình đó. Nó phải cái ly gián này. Anh nói gì ra anh cũng chổi chân. Vậy không? Ngủ cái lưng bình thường không có chặt mà cứ sửa hoài hết. Vậy mà hôm thầy sắm tới văn văn tóc bạc rồi đó. Kêu ra ngoài ngủ chứ đâu có gì đâu nè. Một hôm nó đảo anh chùa cho em đó.
cảm ơn trời ơi nữa vậy không làm bỏ thở ra. Con không dám nhìn vô đây không. Dám giờ đấm mưa này nữa là đấm mưa thứ ba. Cứ ào qua cái ngừng bên cái phía ào nữa. Phải cái tháng nắng mà ổng làm vậy ha, chắc mát lắm Út. Tháng nắng mà cứ lâu hồi cái mưa ào qua vậy nè, cứ ngưng cái ào, hồi nắng quá cái làm ào. Cái đó cũng như con phát ào mà ổng chung xương đó phải không? Dạ. Đó mát á, chứ còn tháng nắng là nắng quá trời chịu không nổi. Tính ra không biết làm sao cho vừa lòng ha, tháng nắng thì ai cũng la, tới tháng mưa cũng la. Cũng anh mạnh Út. Con Út làm gì đó kìa. Con cũng đi theo Út à, nhưng mà cái hai vợ cháu mình gắn hết trong cái sắp tính cán nữa nghỉ Út quên. Mày nói gắn phụ đây cái vụ vô thẩm phụ gì vô phụ vô đó vô thấy không? Vậy đó thương dưỡng vậy đó còn gì nữa đâu mà dưỡng cứ sửa hoài phải vậy sửa lưng hoài ăn chết luôn để xin lỗi em không được nữa thôi xin lỗi vậy là tối khỏi cho ngủ ngoài ha vô tâm hồn nhiều khi ngủ ngoài ngủ niệm sao ngủ ngoài ngủ chiếu che á đâu có niệm tôi cũng kiếm niệm mà nhưng đâu kiếm có không có cho mà ngủ ngoài mà là vô kia kiếm cái niệm nữa ngủ đâu ngủ ngoài là ốc kiếm niệm liền em à lúc đó rồi vô kiếm đâu ra vườn ốc như vậy tại ốc nói vậy thôi chứ dễ gì nói giờ vô mở cửa vô là anh ơi liền rồi ở đây vườn ốc ơi không kịp luôn á chậm chút xíu rồi bị la liền ghê quá ghê kêu anh ơi thì ơi mà kêu anh à thì dạ hả dạ dạ là có gì dạ có con nói thì nói vậy chứ lúc mà cũng hơi lâu à Út cũng tính đi làm xa xa đó mình đâu có đi làm được các bạn yeah. Mới vừa tính bữa nay đi làm là qua bữa sau là chuẩn bị đầu là ở đây là đưa tay chàng tay ra rồi đâu có cho đi đâu mà đi ở nhà nói cho không gì chứ chứ ở quê mình giờ cũng công việc nhóc hồi xưa thì không có công việc thôi chứ bây giờ quá trời công việc làm nói chung là tại mình không làm thôi dạ thì đó thì khi mình biết mặn này thì không biết mặn kia mình cũng có sợ cho mình làm chỉ có cái là sợ không làm thôi không làm thôi nữa Út còn nhóc Út hết vậy bún hết vậy đó luôn ở đây mình ăn cũng vậy nè đây giờ Út mà nhãn đi mình ăn lấy xét đi dạ đây có anh tìm trái nữa còn tới 3 trái rồi ở trái nữa đi. Cảm ơn người hai trái đi cho đồng hay gì không?
Trên nữa. Dương Út thì nói ăn hay thường thường ăn một trái là ăn nó không có đồng. Đi nó nẻn bên, ăn hai trái cho nó đồng. Như là hiện đi làm thêm trái nữa đính chứ để nó không có cân xứng. Mời cả nhà ăn nhãn trắng miệng với em. Nãy giờ em đúng quá. Mời cả nhà ăn nhãn trắng miệng với em. Nói chuyện á, ba chị giáo nói chuyện rồi cái quên. Nói chuyện rồi quên luôn. Cả nhà cũng thông cảm cho hai chồng em với Quyền ha. Dạ em xin mời. Nhỏ nhỏ ở nhà có cái nhãn lông á, nếu mà nó được già chùm mà cái lấy cái bọc á, bột xốp nè, cái chùm lại cái cột gì nè, cứ lâu lâu lại cái phét cái lỗ vậy hủy hoài luôn. Thôi nào nó xong bẻ à, mà xin bẻ ăn á thì ba cũng đâu cho. Còn nói trái nào rụng á thì ăn được, cái giá tới đi ngang nè, cái bẻ đè nhẹ vậy nè là nó rụng, nó rớt ở trong cái bọc hai ba trái cái nó bơi mà nhãn chín này thôi, mấy trái này rụng rồi. Cho con ăn cái cọc tay mà bọc lấy đó ăn. Quá trời quá đất. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho gia đình. Giờ ba vị cháu cũng ăn xong cả nhà, giờ xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.